Xin chào các bạn, tôi là Review Game. Hôm nay tôi sẽ review 100 ngày Michael giáp hát co của tôi cho các bạn xem. Khởi đầu của tôi có vẻ khá suôn sẻ khi mà gần sở Pol lại có một ngôi làng và cạnh đó còn có một cái vực khá lớn. Nó sẽ giúp ích tôi khá nhiều trong việc tự bảo vệ bản thân và kiếm tài nguyên. Các bạn vừa nhìn nhầm đấy, và sau đấy tôi tranh thủ đi tìm một chút khoáng sản để làm vài công cụ thiết yếu. Đang loay hoay một hồi thì tôi bị một em cờ zipper ngọt nước đuổi theo xin số. Lòng vòng một hồi thì tôi cuối cùng cũng đã thoát được, nhưng rồi trong lúc đang đào sắt thì tôi đã bị em ấy úp sọt. Thật ra đấy chỉ là những gì các bạn tưởng tượng thôi, chứ từ nãy đến giờ tôi chẳng chết mạng nào cả. Đã đến lúc tôi đào sâu hơn để lấy kim cương rồi, với một người chơi kinh nghiệm 3 năm dùng ít giây như tôi thì việc tìm kim cương sẽ chẳng là gì cả. Ôi trời, chẳng phải đây chính là hang kim cương trong truyền thuyết sao? Tương truyền rằng vào khoảng cuối năm 2020, một số người thuộc tộc Na'vi đã đào sâu vào hang và sinh sống trong đây. Chẳng lẽ đây chính là gia tài mà họ để lại cho con cháu ư? Sau một hồi càn quét hết cái hang đấy, tôi đã trở về làng và phát hiện ra cảnh tượng này. Tôi không biết trong lúc tôi không có ở đây, chuyện gì đã xảy ra mà trông ai cũng đần cái mặt ra thế này. Nhưng thôi tôi cũng đéo quan tâm. Sau khi làm xong một set kim cương, tôi lên đường đi tạo cổng xuống Nether để nhanh chóng kiếm đủ vật liệu sang The End. Sau một hồi cật lực vất vả, tôi đã làm xong cổng Nether, cũng gọi là nho nhỏ vừa đủ dài thôi. Vừa sang The End không lâu, tôi đã tìm được ngôi thành này, nhanh chóng tiêu diệt hết những con quỷ lửa và trở về. Nhưng rồi một sự kiện hy hữu đã xảy ra, tôi vô tình vấp chân vào sự dễ thương của nàng và té xuống hồ lava. Cứ nghĩ rằng đến đây là kết thúc nhưng không, tôi đã nhận được sự ban phước của các vị thần, hóa trao bay vèo vèo, đúng là ở hiền thì gặp lành. Sau khi đã kiếm đủ số que lửa cần thiết, tôi đã lên đường trở về thế giới cũ. Nhưng thật bất ngờ, tôi lại trở về đúng ngay gần cổng The End, có lẽ đây là sự chúc phúc của vị thần Miku. Trong lúc còn ở địa ngục, tôi đã làm sẵn khá nhiều mắt Ender, đã đến lúc lên đường hoàn thành cái game chết tiệt này rồi. Tuy là vậy nhưng tôi thật sự vẫn còn thiếu khá nhiều thứ để có thể tiêu diệt con rồng này một cách an toàn. Thế nên tôi sẽ dụng bí kỷ thất truyền mà ông cố nội tôi để lại. Đấy chính là hiến tế hết tất cả những thứ mà bạn đang có. Nghĩ thầm trong đầu câu tôi không muốn làm người Na'vi. Và thế là các bạn sẽ nhận được bình thuốc hóa trao. Thật tuyệt vời phải không nào? Với bình thuốc này, bạn sẽ đạt đến cảnh giới của sự hiểu năng. Nó kích thích trí não của bạn, khiến bạn có thể xoay chuyển càng khôn, đảo ngược trật tự thế giới. Và dễ dàng giết chết con thằn lằn bay này. Thế là các bạn đã có thể hoàn thành game trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ngôi làng nơi tôi sinh ra, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm gắn bó, nay khi thành danh rạng rỡ rồi, tôi phải trả ơn nuôi nấng dưỡng dục cho họ chứ. Thật là một cái kết đẹp phải không nào, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, subscribe cho Minhub để đón chờ những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.